Rồi, hôm nay em kính chào tất cả các bác các anh chị em nhé. Ngày hôm nay em chia sẻ cái vấn đề chia sẻ cái tiếng mic gốc, tức là tiếng mic mộc và tiếng reverb thì mình sẽ cân như thế nào cho nó đủ, mà như thế nào là bị thừa, mà như thế nào là bị thiếu. Một số anh em có nhắn tin hỏi thì thôi em làm cái video này để chia sẻ cái kỹ thuật cho các bác biết, để các bác cân cho nó đúng nha. Mình chơi cho nó hay. Thì cái cách em chỉ này đó thì nó sẽ ứng dụng cho bàn mixer nè, hoặc là bàn mixer cơ, bàn mixer số, hoặc là van cơ van số, hoặc là các cái sao cạc cũng vậy ha. Đại khái như thế thì mình phải cân như thế nào để cho giữa cái tiếng mi á, ở đây em nói là cái tiếng mi này nè, cái tiếng micro á, và giữa tiếng micro và cái tiếng reverb, hai cái đó nó khác nha. Thì trước tiên khi mà mình muốn cân cái tiếng reverb thì mình phải phải cân cái tiếng mic thô trước. Cái tiếng mic thô tức là cái tiếng mic gốc. Em cho nó hơi gần lại chút xíu ha. Em cho nó gần cái bàn mixer, em chắc em zoom lên đi. Để cho nó gần lại chút xíu. Thường ở trong cái bàn mixer ha. Cái bàn mixer của mình á thì hay là cái tiếng bên cái vang cũng vậy. Dù vang cơ vang số hay gì thì cái thông số của nó là cái thông số nó giống nhau nha. Thì ở đây em chia sẻ cái công thức như thế này. Tức là mình phải chỉnh cái mic mộc trước ha. Mic mộc tức là cái tiếng mic gốc đó. Thì cái tiếng micro gốc mình phải có cái nền trước. Thì nó khi cái vợt là hiệu ứng thì nó sẽ mượn cái nền này nó mới làm ra cái vợt được. Rồi, thì bây giờ em nói đi, ví dụ như bây giờ các bác nghe nha. Nếu mà cái mic mộc bây giờ em lấy ví dụ em không cần nó sáng, em tắt cái hai này đi. Đó, thì ở trên cái vang cơ vang số hay là bất kể một cái bàn mixer nào thì nó đều tương tự giống nhau ha. Thì cái hai này nè, cái hít tức là chữ H, chữ I, chữ G và chữ H là cái ngưỡng ngưỡng sáng của micro đó. Mà nếu bây giờ em tắt đi, đó các bác nghe nó ù liền không? Đó, mình tắt cái đó nghe nó ù liền. Rồi. Rồi, thì bây giờ cái min cũng vậy. Cái min là cái tiếng chung, tức là cái ngưỡng giữa. Mà cái ngưỡng giữa này gì chứ mà nó rất là nguy hiểm. Cái ngưỡng giữa nếu mà mình ăn gian cái ngưỡng giữa lên khoảng quá ngưỡng á thì nó sẽ ong ong tiếng rất là khó chịu nha. Đó. Rồi bây giờ em cho cái ngưỡng sáng nó lên lại. Đó. Cái ngưỡng sáng của mình phải cho nó sáng, các bác đó, các bác nghe nó sáng đúng không? Thì khi mà cái tiếng sáng này nè thì mình mới cân cái reverb được. Rồi. Bây giờ nếu mà thí dụ như cái sáng này á mà mình lại không có cái tiếng gốc, tức là cái nền trầm á. Đây, bây giờ em lấy thí dụ đi. Em tắt cái trầm này đi. Rồi, các bác nghe không? Nó mỏng dẹt. Đúng không? Cái tiếng này mỏng dẹt thì cái tiếng này nó cũng không có cái uy lực, nó không tạo ra cái nền uy lực được. Thành ra là bắt buộc cái này mình nên để khoảng 13 giờ. Mình nên phải khoảng 13 giờ, tức là 1 giờ để cho cái tiếng mình nó dày dày một chút xíu. Rồi, trong khi đó nếu mà cái min này nè, có một số anh em á, em thấy một số anh em đi làm chỉnh cái min này cào lắm. Chỉnh cái min này qua anh đây mà lạm dụng này. Đó, các bác nghe nó ong ong đúng không? Đó, cái tiếng ong ong này nó lại rất là khó chịu nha. Đó, khó chịu lắm. Rồi, thì cái min này mình không nên lạm dụng nó. Thường thì anh em nên để 12 giờ. Nhưng mà riêng em thì em lại hơi nhích dưới 12 giờ chút xíu, khoảng 11 giờ. Để là gì? Để cho cái tiếng mình nó nén lại. À, nó nén nó chắc lại, nó không có bị quá phô, nó không có bị quá cái đề phô đó. Rồi còn cái tiếng sáng này nè thì em tăng được, mình tăng lên 13 giờ, 15 giờ, tức là 3 giờ chiều đó. Thì như thế này nè là mình sẽ cái âm hưởng nó rất là sáng và nó dày đó. Cái lô lô tức là L O W, lô tức là tiếng trầm đó. Cái trầm này mình nên để khoảng 13 giờ, là 1 giờ đó là vừa. Nhưng mà nếu mà mình tắt nó đi đó, các bác thấy không, em tắt nó đi thì nó sẽ nghe nó dẹt lắm. Cái tiếng mình nó dẹt mỏng lắc nè, nó không có hay, nó không có dày tiếng đó. Khi em lên này nghe tiếng nó dày hơn đúng không? Đó, thì như vậy thì mình sẽ được cái tiếng gốc, tức là cái tiếng tiếng mic thô đó. Tiếng mic thô tức là tiếng mic gốc. Thì khi cái mình có cái nền gốc rồi, bây giờ mới tính đến cái chuyện cái reverb. Rồi, thì bây giờ qua cái reverb. Một số anh em á
Để em đeo cái tai nghe vô chút xíu. Một số anh em mà khi mà cân qua cái revert á, thì bây giờ em sẽ nói lại đến cái revert. Thì thông thường một ở đây em chỉ là chỉ cái công thức để mình cân bằng giữa cái revert và cái tiếng mic mọc, cái tiếng mic mic gốc ha, gọi là cái tiếng thô đó. Thì một số anh em á thì cứ tắt tắt lưỡi hoặc là xịt xịt như này. Đây em nói thí dụ như bây giờ em tân cái này lên đó, em đẩy cái revert này lên là các bác nghe cái revert nó chạy vào đúng không? Lên 1 2 3 4 5 6. Đấy, các bác nghe cái revert nó chạy vào đúng không? Rồi để em cho cái màn hình nó ra tí xíu nha, tắt này xuống. Một số anh em điện thoại và nhắn tin em hỏi giữa cái tiếng mộc, tức là tiếng mic thô đó, gọi là em hay gọi là cái nền gốc ha. Thì cái gốc này là cái gốc nền của nó, mà bây giờ á thì mình cân cái vợt như thế nào là vừa, đúng không ạ? Thì bây giờ cái giữa cái vợt với cái gốc này nó sẽ chênh lệch nhau khoảng 10% thôi. Các bác nhớ cho em chỗ này, 10% tức là cái nào hơn 10%, cái nào dưới 10%. Em trả lời luôn, tức là mình chỉnh cái vợt luôn luôn non hơn cái tiếng mic gốc của mình 10%. Đây, em lấy cái thí dụ, bây giờ em đẩy lên, đẩy lên, đi, lên, 1, 2. Các bác nghe kỹ cái tiếng của em. Em nói số 1, các bác nghe cái số 1 nó vẫn ở đằng trước mình, còn cái một mà vang á, các bác tưởng tượng giống như là cái tiếng vang á ở trong một cái thung lũng mà mình nghe ở đằng sau đó. Mình chỉnh làm sao đừng để cho nó phủ chùm. Nếu mình chỉnh cái vợt á, cái vợt này mà mình chỉnh cho nó phủ chùm với cái tiếng mộc của mình, tức là nó sẽ bị lềm. Nó lên ra là mình sẽ rất là khó ca và rất là mệt. Đó. Thì mình chỉnh cái vợt luôn luôn nó non khoảng 10 hoặc là 15% là mình sẽ hát và âm hưởng ra ngoài nó hay. Đây, em lấy thí dụ như bây giờ, đây em tắt ha. Thì các bác nghe đây là tiếng mộc nha. Đó, cái tiếng gốc của nó ha là không có vợt ha. Rồi, bây giờ em chỉnh lên. Lên, 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 lên. Đó. Alo, 1, 2, 6. Các bác nghe số 6, nó vẫn có cái số 6. Em đọc số 7, vẫn nghe được cái số 7. Còn cái 7 vang á, hay cái 6 vang là nó vang ở phía đằng sau. Mình cảm giác là các bác nghe xem video này, các bác đeo tai nghe hoặc là có cái âm ly mình nghe loa ở ngoài ha. Còn mình nghe trên điện thoại thì mình sẽ không cảm nhận được nha. Các bác mở bằng điện thoại thì sẽ không cảm nhận được. Còn mình nghe bằng cái loa thì mình mới biết được ha. Rồi, thì khi mà mình chỉnh á cho cái vợt nó như thế này á, thì mình sẽ ca được. Đây, bây giờ em lấy thí dụ một số anh em hay cần cái vợt là hay bị vấp vào cái này nè. Thí dụ như mình chỉnh cái vợt, thường thường anh em, một số anh em hay vậy nè. Lê, lê. Đó. Hoặc là tắt lưỡi. Xong rồi cái mình đó, mình nghe cái vật. Vô tình mình tắt lưỡi và mình xịt xịt thôi. Cái mình nghe cái tiếng nó xịt nó vang, sướng quá, thích quá. Mình nghe nó vang, mình xịt xịt đó, mình nghe nó vang, mình thấy thích. À ok. Nhưng mà thực chất ra nó đang quá dư. Nó quá dư thì khi mà mình đấu ra một dàn âm thanh lớn nữa, mà nếu mà trong cái khu vực mà mình xếp loa mà không được thoáng thì nó sẽ rất là lên. Nó lên và nó ù. Nó dội ngược lại trong cái micro, nó hút vào. Thế là nó tạo ra một cái hiệu ứng. Đôi khi nó bị noi tiếng là cũng vì vấn đề đó. Đó, thì mình không nên cho cái vật nó quá quá dư. Đây, em lấy thí dụ như vậy.
thử như thế này. Lên. Đó, như thế này nó dư quá. Vậy sang hát. Các bác nghe không? Cái tiếng vang á, cái tiếng vang nó ra nhiều quá. Nó phủ lên đằng trước luôn. Tức là em diễn đạt như thế này, các bác hình dung nha. Mình chỉnh làm sao cái tiếng vang mình nghe ở đằng sau thôi, đừng để nó phủ lấp. Nó phủ lấp kín hết cả cái tiếng gốc của mình thì làm sao mình ca, đúng không ạ? Khi mà nó phủ lấp như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng rất là khó chịu, mà trong khi đó mình sẽ ca không được, hoặc là ca sĩ của họ cũng không ca được, vì nó phủ luôn cả cái tiếng gốc của họ thì họ sẽ không ca được nữa. Đó, làm cho cái nhà rạp của mình nó lên nó rất khó chịu. Mình chỉnh nó vừa thôi, mình chỉnh coi cái vợt, cứ các bác làm sao cân làm sao cho cái tiếng vợt của mình nó vang mà mình nghe nó ở phía đằng sau mình, ở đằng sau cái tiếng gốc đằng trước. Đây em chỉnh như thế này, lên 1 2 6 7 8 9 10. Đó, khi mà mình nói, em nói như thế này các bác vẫn nghe được cái tiếng gốc của em, có tiếng vang của vợt nhưng mà tiếng gốc không mất, tức là hát được. Em giải thích như vậy các bác hình dung được đúng không ạ? Đó, rồi thì bây giờ ở cái vấn đề này á, nó sẽ còn tùy cộng hưởng ở cái cổng canon. À, cái chỗ này nó hơi khác chút xíu nha. Rồi, thí dụ như anh em ở nhà đó, anh em ở nhà thí dụ như mình đi cân một cái dàn máy của mình, thì cân cái tiếng mic của mình ở cái dàn loa của mình, thì mình không nên đấu cái loa súp nha. Cái nhạc thì mình đấu ở súp, nhưng mà khi mà mình đấu ở nhà mình thử, mình đừng có cộng hưởng vào trong cái loa súp. Tức là mình có thể mình tách rời cái loa monitor ra, hoặc là mình tách một cái cặp loa full ra. Đó, để mình cân, mình chỉnh, mình nghe cái vợt của hai loa thôi. Rồi, thì khi mà mình cân chỉnh cái thông số đúng theo cái ngưỡng nào mình đánh dấu rồi, thì ra dàn kia mình có nhân bản lên đến bao nhiêu loa, đó là mình nhân bản xuống cái men, và men nó đẩy ra, loa mình xếp cho nó thoáng ra, thì nó sẽ vang, nó đều và nó hay. Đó, đơn giản thôi. Rồi, cái chỗ này nó hơi khác một xíu. Thì khi mà mình cân ở nhà mà mình cân bằng cái đường mic rắc 6 ly, thì ra ngoài dàn mình đánh mình cũng phải cân rắc 6 ly nha. Tại vì nếu mà mình cân ở nhà mình cắm cái micro bằng cái rắc 6 ly, nhưng mà khi mình ra chiến trận, mình đi làm show sự kiện, cái mình lại cắm cái mic của cái đường canon, thì đôi khi nó dư ngưỡng nha. Tại vì cái ngưỡng của cái canon này nó luôn luôn nó chênh lệch nhau khoảng 10 dB, từ 10 đến 15 dB, thì nó sẽ tăng cái ngưỡng lên, cái ngưỡng nó sẽ hực, nó sẽ dày lên. Nó dày lên thì nó sẽ dội thêm cái reverb bên này, nó sẽ cao lên nữa. Em nói chỗ này các bác hiểu không ạ? Thì mình cân ở nhà bằng cái jack 6 ly thì mình ra ngoài mình cũng phải làm jack 6 ly. Còn nếu mình cân trước ở nhà bằng cái canon thì ra ngoài mình cũng phải làm bằng canon. Thì nó sẽ theo. Tại vì hai ngưỡng này nó sẽ cái ngưỡng tín hiệu nó hơi khác chút xíu đó. Đó thì các bác nhớ như vậy giùm em. Rồi, còn một vấn đề nữa là khi mà mình ca đó, tại sao các bác thấy một số ca sĩ người ta ca những cái đoạn cuối câu người ta hay kéo ra. Người ta kéo ra. Tại vì cái lúc đó là cái cao độ, cái cường độ nó lên cao, thì họ kéo ra để giảm tải bớt cái cường độ, để cái tiếng nó không bị chói chang cho nó nhẹ lại. Bởi vậy đôi khi ca sĩ lúc đó ta kéo ra cho cái vợt á, nó giảm cường độ đi. Đây, thí dụ vậy, lên lô lô đó, khi mình kéo ra thì cái tiếng nó sẽ nhỏ dần đi. Đó, thì cái cách đó để cho nó giảm tải cái vật thôi. Trong những cái trường hợp mà khi mà mình cân á, thì cứ nhớ làm sao đừng để cho nó phủ lấp qua cái tiếng mic của mình, cái tiếng mic gốc của mình. Cái tiếng mic gốc mình mà nó mất á là mình sẽ không ca được. Bây giờ em lấy thí dụ nha, em làm cho luôn để các bác nghe. Rồi, bây giờ em thử nha. Đây, liên liên 1 2 6. Con đường xưa em đi đó. Bây giờ nó phủ lấp rồi nè. Vậy mở nhạc
bước đi. Có nàng hẹn đôi đi ngóng theo đường bằng me, hỏi con ai cô chi. Đó, mình nghe nó rất là nặng. Đó, thì cái trường hợp mà như vậy, một số anh em đôi khi cứ lạm dụng thấy tiếng Phật nó nhiều á, thích, khoái. Nhưng mà vô tình á, mình làm nó dày quá, cái tiếng Phật mình nạp vào nó dày quá, nó dư ngưỡng. Thì khi cái số loa mà mình làm một cái tiệc cưới, thí dụ như mình làm 6 loa, 8 loa, 10 loa, 12 loa, thí dụ vậy, thì cái số lượng loa mình chất ở nhà rạp á, là nó rất cộng hưởng với nhau. Thì nó sẽ dội lên một cái âm hưởng, nó rền rền hết cái nhà rạp như vậy. Thành ra là cái tiếng mình đang bị dư, chứ không phải là tiếng hay. Thành ra là cái vợt nó rất là khó chịu, chỉnh cái vợt khó chịu lắm. Mình chỉnh làm sao, cứ nhớ cho em một điều, chỉnh mà muốn hay là mình cứ cho cái vợt nó thấp hơn cái tiếng gốc của mình. Cái tiếng gốc mình là tiếng nền, có nghĩa là cái tiếng nền mình chỉnh nó đẹp rồi thì ra cái vợt nó mới đẹp. Còn cái tiếng gốc của mình chỉnh không đẹp thì khi ra cái tiếng vợt nó sẽ chói chang hoặc là nó ù. Đấy thôi, thì nó sẽ cộng hưởng giữa hai cái đó. Cái vợt tức là mượn tiếng gốc để làm ra vợt. Mà bây giờ cái tiếng gốc, em nói thí dụ như bây giờ tiếng gốc mà em cho nó ù nè, đó, đó. Rồi em tắt cái này, bỏ giảm sáng đi, đó. Bây giờ như thế này, rồi bây giờ em tăng vợt em thử nha. Em cho vợt, cái tiếng mình chỉnh như vậy làm sao mình hát được. Đây là tiếng gốc nè, vì cho vợt nó rất là ù. Đi, đó, như vậy sao hết. Nè, cái vợt em để thấp vậy thôi, nghe nó rất là tối đúng không ạ, nó không sáng, mình không hát được. Đó, thành ra là mình phải chỉnh cho cái tiếng nó sáng là, đó, mình sẽ cho cái tiếng gốc, cái tiếng nền của mình nó rõ ràng. Đó, thí dụ như vậy, alo, kính thưa quý vị, kính thưa văn viên hay họ, em nói thí dụ vậy. Đó, khi mình đọc, mình nói chuyện mà mình thấy nghe cái tiếng mình nó rõ ràng như vậy đó, thì mình cái tiếng vợt mình vô mình sẽ ca được. Lê, lô, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, như vậy thì mình sẽ ca được. Chứ còn như nó phủ lấp ra, tức là nó đè mình, cái tiếng vợt mà nó đè mất cái tiếng gốc đó, là mình sẽ không ca được. Đó, chỉ đơn giản có cái công thức thôi. Thì một số anh em mà hay gọi điện hỏi em giữa cái vợt với cái tiếng gốc thì mình chỉnh như thế nào là vừa. Thì hôm nay em làm video luôn, em hướng dẫn luôn, để cho anh em hiểu được. Những anh em nào mà biết rồi, anh em mà chuyên nghiệp á, thì xem cái video này mình có thể lướt bỏ qua, không xem nha. Rồi dành cho những anh chị em mới vào nghề làm âm thanh, không hiểu, không nắm được cái nguyên tắc giữa cái hiệu ứng reverb và cái tiếng gốc như thế nào, thì để mình cân cho nó đúng, để mình làm chương trình cho nó hoàn thiện. Rồi, ở đây tiện đây thì em có nói luôn một cái này. Khi anh em mà mới vào nghề, mới làm á, thì khi mà MC mà người ta giới thiệu chương trình á, thì cái tiếng này là cái tiếng mộc, cái tiếng mộc của cái mic, tiếng gốc của mic. Thì bây giờ nếu mà như vậy, kính thưa quý vị, kính thưa quan viên hay họ, thì nó nghe nó khô khan lắm. Thì lúc đó anh em là làm âm thanh á, thì lúc mà MC người ta giới thiệu chương trình chứ không phải hát, thì mình nhích cái vợt lên chút xíu. Nhưng mà mình đừng có nhích hát nha, mình đừng có nhích theo cái kiểu mà để cho người ta hát, mình cho chút xíu thôi. Đây, ví dụ vậy. Đó, cái này. Alo, kính thưa quý vị, kính thưa quan viên hay họ. Đó, thì nó hơi, có nghĩa là mình sẽ cho nó hơi có một cái chút xíu, một cái vang nó chạy vào, để cho cái tiếng người ta nó nhẹ hơn. Đó là cái công thức để cho cái tiếng nó không có bị khô khan quá. Còn nếu mà mình đẩy lên giống như cái kiểu như thế này hát nè. Alo, em ơi màu áo bông sương. Đó, như thế này là hát thì MC người ta giới thiệu không được. Đó, nó bay như thế này người ta lại không giới thiệu được. Mình giảm cái đó đi, mình cho chút xíu thôi. Đó, kính thưa quý vị, kính thưa quan viên hai họ, mình cho nó chút xíu vậy thì cái người MC người ta nói thì cái tiếng nó sẽ nhẹ hơn. Rồi, như vậy là các bác hiểu đúng không ạ? Các bác, các anh em, các anh chị em mà mới vào nghề, mới làm, mình không có rành, mình hiểu á, thì mình xem video này để mình biết cái cách công thức giữa mình cân cái tiếng mic thô, tức là tiếng mic gốc ha, và cái tiếng vợt như thế nào là vừa. Mình luôn luôn mình nhớ là cho mình chừa nó lại, cho nó non hơn ha, chỉnh cái vợt cho nó non hơn tiếng gốc mình khoảng 10-15% là mình chơi được. Còn mình để cho nó phủ qua, nó phủ qua là nó lắp luôn á, tức là nó trên 100%. Thí dụ như cái tiếng cái này của mình 10,
cái tiếng gốc mình 10 nhưng mà cái tiếng vật nó qua đến 12. Đó, nó qua đến 120. Cái này của mình có 100% rồi, còn cái kia qua 120 thì tức là nó đang phủ lấp luôn. Đây lên, đi. Đó, như thế này. Nó như thế này là nó dư. Nó nhiều quá. Ở khi vậy mình khi mình hát nó phủ luôn cả cái tiếng gốc của mình, rất là mệt. Mình nghe rất là mệt mỏi lắm. Mình sẽ không hát được. Đó. Rồi, như vậy là các bác hiểu được cái công thức mà khi mình cân giữa cái vợt và cái tiếng gốc hát của mình vậy ha. Thì trong cái vợt này thì cũng giống như echo delay vậy đó. Thì nó cũng tương tự thôi ha. Anh em làm chỉnh echo delay thì mình cũng chỉnh cho nó vừa thôi. Mình đừng có lạm dụng cái echo delay mà nó nhiều quá, nó lập nhiều quá. Nó lên, nếu dư thừa thì nó lại khó ca. Nó vừa, nó nhịp nhàng, nó vừa thôi, vừa đủ thôi. Làm sao mình nghe cái tiếng gốc mà tiếng gốc mình vẫn còn. Tiếng gốc tức là tiếng nền của mình vẫn còn. Còn cái kia chỉ là cái hiệu ứng nó nhại và nó vang. Nó hỗ trợ cho cái tiếng mình nó mềm thôi. Thì cái đó mình nên để nó khoảng luôn luôn dưới tiếng gốc của mình 10-15% là mình chơi được. Đoạn này em hát một chút xíu cho các bác nghe cái. Ở đây hát chỉ là để mình biết cái âm hưởng của cái vợt thôi. Chứ còn hát hay thì em không thể nào hát hay như ca sĩ được. Còn ca sĩ á, mặc định của họ, trời sinh ra họ làm ca sĩ, cái cổ họng họ đã có cái echo rồi. Thành ra là ca sĩ họ không thích hát echo, họ chỉ thích hát vợt thôi. Thì cái tiếng họ khi nói ra cái ca từ của họ thì nó đã có nhịp nhàng trong cổ họng. Cái ca từ của họ nó đã ngân nga rồi. Họ mượn cái tiếng vợt của mình như là nó bay bổng, là nó hay. Rồi, chứ còn như em thì không thể nào so sánh được cái ca sĩ được. Đó, mình là chỉ có cân cho cái tiếng vợt mình nó bay nó vừa đủ để mình ca hoặc là mình đi phục vụ với bà con thôi. Đó, là như vậy. Lê. Alo, một. Con đường xưa em đi vang lên mái tộc thề ngõ hồn dân tái tê. Anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi. Em ơi mau gió lên khơi lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây viên gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo bông sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Đó, ở đây là em chỉ nói là cái tiếng gốc khi em hát tuy nó vang, vừa tiếng nhạc và tiếng vang nó vẫn không mất cái tiếng gốc của em. Cái tiếng gốc nó vẫn còn. Đó, mình chỉnh làm sao nó có cái tiếng gốc này nè. Cái tiếng thô của mình, của mic á, nó vẫn còn là mình hát được. Nó không có bị lền. Xưa em đi vang lên mái tộc thề ngõ hồn dần tái tê. Anh làm
thờ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây viên gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo bông sương mình ước huy hoàng, được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Nghĩ một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Nghĩ một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Rồi, như vậy là hết video đó. Thì các bác thấy là khi mà mình chỉnh, em chỉnh cho nó vừa đủ thôi, thì dù cộng hưởng giữa tiếng nhạc và cái tiếng vợt, nhưng mà cái tiếng gốc của mình không có mất. Tại vì cái tiếng gốc là cái tiếng nền để nó tạo ra cho cái, nó rõ chữ, nó rõ cái nét. Mà cái ca từ mình phát ra đó, cái ca từ mình phát ra nó không có bị, nó không có bị mất cái gốc đó. Thì cái người nghe, người ta sẽ nghe nó rõ chữ, nó đơn giản thôi. Còn mình chỉnh cái kia mình lạm dụng quá, cái vợt nó nhiều quá, nó lắp, nó phủ luôn cả cái tiếng gốc của mình đi. Thế là cái tiếng ca của mình nó sẽ mất nét đi. Nó không có rõ nữa mà nó cứ lên 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 và nó rất là khó chịu. Rồi, kính chúc sức khỏe. Em kính chào tất cả các anh chị em và các bác gần xa nha.